Một người đàn ông gốc Việt đã giết chết vợ và con gái, sau đó nghi can cũng đã bị cảnh sát bắn thiệt mạng. Một thảm kịch khủng khiếp và quá đau lòng xảy ra tại một ngôi nhà của người Việt ở Mỹ. Cuộc chạy trốn của cô bé 12 tuổi bị bắt cóc đã dẫn đến việc cảnh sát phát hiện ra một điều thật rùng rợn tại một căn nhà ở Alabama của Mỹ. Cứu hỏa mất một tiếng để giải cứu một bé gái 13 tuổi bị kẹt tay vào thang cuốn. Một ông chủ cũ của cửa hàng T-Mobile đã đánh cắp hàng triệu đô la trong kế hoạch hát điện thoại kéo dài nhiều năm. Đó là những thông tin mà mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay, thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2022. Một người đàn ông gốc Việt ở tiểu bang Georgia của Mỹ đã giết chết vợ và con gái sau đó, Nghi can cũng đã bị cảnh sát bắn chết vào tối khuya thứ ba, ngày 2 tháng 8 năm 2022. Cơ quan điều tra tiểu bang Georgia GBI vào hôm thứ Tư ngày 3 tháng 8 năm 2022 đã công bố danh tính nạn nhân bị sát hại là Kim Nguyễn 42 tuổi và Lam Anh Trần 18 tuổi. Nghi can Thắng Đức Đoàn, 51 tuổi, bị cảnh sát quần ho bắn chết tại hiện trường ở Beaufort vào tối khuya thứ Ba ngày 2 tháng 8 năm 2022. Một cuộc kiểm tra dân sự đã dẫn đến cuộc điều tra hai án mạng. Thông tin sơ bộ cho thấy văn phòng quần trưởng cảnh sát quần ho vào chiều ngày 2 tháng 8 đã thực hiện một cuộc kiểm tra dân sự tại một căn nhà trên dãy 3.200 đường Long Creek Drive. Khi họ không thể liên lạc được với bất cứ ai trong căn nhà này, thì một người bà con lo lắng đã đến đây tìm thân nhân. Ông Thắng Đức Đoàn lúc đó có ở nhà và bảo người bà con là người thân của ông ta không có ở đó. Tuy nhiên người này đã để ý thấy có máu dính trên quần áo của ông Thắng Đức Đoàn nên đã báo cảnh sát. Nhà chức trách ngay lập tức yêu cầu tòa cấp trác khám xét ngôi nhà trên. Vào khoảng 11 giờ tối thứ ba, cảnh sát quần hò tiến vào căn nhà bên trong họ chạm trán với ông thắng đức đoàn đang cầm con dao trên tay ông thắng đức đoàn đã bị nhân viên thực thi công lực bắn thiệt mạng theo bà nelly mayo phát ngôn viên cơ quan điều tra cho cho biết sau khi bắn nghi can cảnh sát khám xét căn nhà và phát giác ra thi thể của bà kim nguyễn và con gái lam anh có rất nhiều thông tin chung quanh vụ sát nhân hai mạng người này hiện vẫn chưa được rõ như tình tiết vụ án hung khí và nguyên nhân giết người không rõ nạn nhân Lam Anh là con ruột của ông Thắng Đức Đoàn hay là con riêng của bà Kim Nguyễn. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn chưa được biết, đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi. Các nhà điều tra sẽ công bố nguyên nhân cụ thể gây ra cái chết khi thích hợp, GBI nói. Chúng tôi kêu gọi sự kiên nhẫn của quý vị khi cuộc điều tra đang diễn ra. Chúng tôi cũng kêu gọi quý vị cân nhắc đến gia đình và hàng xóm của các nạn nhân khi họ đang trải qua thảm kịch này không có cảnh sát nào bị thương trong cuộc chạm trán này. Văn phòng giám định y khoa của GBI cũng đang thực hiện khám nghiệm tử thi cho ông Thắng Đức Đoàn, phục vụ cuộc điều tra độc lập về việc cảnh sát nổ súng. Một khi điều tra hoàn tất, kết quả sẽ được chuyển sang cho văn phòng biện lý xem xét. Đây là vụ nổ súng thứ 74 liên quan đến cảnh sát ở Georgia mà GBI được yêu cầu điều tra. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Cuộc chạy trốn của một cô bé 12 tuổi bị bắt cóc ở tiểu bang Alabama của Mỹ đã dẫn đến việc cảnh sát đã phát hiện ra một điều thật rùng rợn tại một căn nhà là việc bắt gặp được hai thi thể đang bị phân hủy dẫn đến việc bắt giữ một người đàn ông hiện đang phải đối mặt với tội danh giết người và bắt cóc. Theo đài CNN cho biết vào hôm thứ Tư, ngày 3 tháng 8 năm 2022, Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi điện thoại vào sáng thứ Hai ngày 1 tháng 8 năm 2022 từ một tài xế lái xe để báo cáo có một bé gái 12 tuổi đang đi bộ một mình dọc theo đường Cowdy Road 34 ở Davo. Theo ông Jimmy Abed, cảnh sát trưởng quận Talapusa cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm thứ Ba ngày 2 tháng 8 năm 2022. Theo đơn tố cáo hình sự cho biết, Cô bé 12 tuổi đã bị giam giữ và bị trói cột vào chân giường trong khoảng một tuần. Sau đó cô bé đã tự giải thoát mình bằng cách đã cắn đứt dây trói, làm bể vòng niền răng và cổ tay có dấu hiệu bị trói. Đồng thời cô bé cũng đã giúp cảnh sát tìm thấy hai thi thể bị phân hủy tại nơi này. Cô bé được cho uống rượu ở trong tình trạng mê man và bị hành hung ở vùng đầu. Theo đơn truy tố cho biết, trước đó không ai báo cáo cô bé đã bị mất tích. Nghi can có tên là Jose Paulino Pasco Reyes, 37 tuổi, bị cảnh sát liên bang và địa phương đã bắt vào hôm thứ hai, ngày 1 tháng 8, cách đó khoảng 25 dặm ở Auburn, với cáo buộc bắt cóc. Theo ông Abet cho biết, khi lục soát nhà của nghi can Pascal Reyes, điều tra viên tìm thấy hai thi thể đã bị phân hủy. Theo ông Abet cho biết, chuyên gia khám nghiệm tử thi đang cố gắng nhận diện hai thi thể này và hiện chưa rõ hai người này chết như thế nào và khi nào. Nghi can Pascal Reus còn bị truy tố ba tội giết người và hai tội hành hạ thi thể. Ông Abet đã ra thông cáo báo chí cho biết, ông ta đang chờ tòa công bố tiền thế chân tại ngoại. Mặc dù không cho biết cô bé 12 tuổi đã bị bắt cóc khi nào hoặc có quan hệ gì với nghi can hay không, nhưng ông Abet đã xác nhận cô bé hiện đang được điều trị và đang trong tình trạng ổn định. Ông Abed còn nói thêm rằng, thật là khủng khiếp khi có một hiện trường vụ án có tính chất như thế này. Và đối với một cô bé vì thành niên 12 tuổi, để đối phó với tình huống như thế này thì thật là khủng khiếp. Do đó, ông gọi cô bé là một anh hùng. Chuyển sang thông tin tiếp theo, một bé gái 13 tuổi đã bị kẹt tay vào dưới tay vịnh thang cuốn trong khu thương xá ở Santa Ana, Nam California vào hôm Chủ nhật ngày 31 tháng 7 năm 2022 và được cứu hỏa giải thoát sau một tiếng đồng hồ. Sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 tối tại tầng 1 thương xá Main Place. Chỉ huy trưởng lực lượng cứu hỏa quần cam Michael Morgenstern cho biết khoảng 8 nhân viên cứu hỏa đã tham gia giải thoát cho cô bé, trong khi người mua sắm tập trung đứng xem. Nạn nhân được cho uống thuốc giảm đau trong khi cứu hỏa tháo rời máy. Nhà chức trách phải dùng máy khoan cắt mài đa năng rê mô nhỏ để mài lớp nhựa và kim loại bám chặt trên tay cô bé. Morgan Stern nói rằng, đôi khi chúng tôi sử dụng dụng cụ nhỏ nhất trong túi đồ nghề và công cụ lớn nhất mà bất cứ nhân viên cứu hỏa nào cũng có là bộ não của họ. Cô bé khóc và gọi mẹ sau khi được giải cứu với bàn tay phải quấn băng nằm trên băng ca. Mẹ của cô bé cũng theo sau các nhân viên y tế và nói rằng, mẹ đây, con gái à. Sau đó bé được đưa vào bệnh viện địa phương điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện chưa rõ tình tiết vụ tai nạn đã xảy ra như thế nào và chấn thương thực sự ở bàn tay là gì. Chỉ huy trưởng Morganstone nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng khi dẫn con em đi mua sắm, không nên để tay các em trên tay vịnh thang cuốn và nhớ cột chặt dây dày của con em mình. Theo số liệu từ Văn phòng thống kê lao động Hoa Kỳ và Ủy ban an toàn sản phẩm người tiêu dùng cho biết, mỗi năm có khoảng 17.000 người bị chấn thương nghiêm trọng liên quan đến thang máy và thang cuốn ở Hoa Kỳ. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ cho biết, khoảng 30 người bị chết trong những vụ tai nạn thang máy và thang cuốn như thế này. Chuyển sang thông tin tiếp theo. Một chủ cũ của một cửa hàng T-Mobile ở Eagle Rock đã đánh cắp 25 triệu đô la trong một kế hoạch hát điện thoại kéo dài 5 năm. Trong đó, ông ta sẽ mở khóa điện thoại của khách hàng và bán chúng trên thị trường chợ đen, theo Bộ Tư pháp thông báo cho biết vào hôm thứ Hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022. Theo các quan chức cho biết, Augusti Khudaverdian, 44 tuổi ở Burbank, đã bẻ khóa và mở khóa điện thoại di động một cách gian lòng trên mạng của T-Mobile cùng với Sprint, AT&T và các nhà mạng khác. Ông ta bị kết tội vào hôm thứ Sáu tuần qua sau một phiên tòa kéo dài 4 ngày. Bộ Tư pháp cho biết ông ta đã truy cập trái phép vào các máy tính nội bộ của T-Mobile bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập của nhân viên, thông qua nhiều phương tiện không trung thực, bao gồm gửi email và hát bằng trợ giúp CNTT của T-Mobile. Bộ Tư pháp cho biết, ông Khudaverdian đã đánh cắp hơn 50 thông tin đăng nhập của các nhân viên T-Mobile khác nhau từ các nhân viên trên khắp nước Mỹ. Các quan chức cho biết, ông ta đã sử dụng 25 triệu đô la để mua bất động sản ở Burbank và Northridge. Ông ta bị kết tội một tội danh âm mưu lừa đảo qua điện thoại, ba tội danh gian lận điện thoại di động, hai tội danh truy cập máy tính để lừa đảo một tội danh cố ý truy cập máy tính mà không được phép để lấy thông tin, một tội danh âm mưu phạm tội rửa tiền, năm tội danh rửa tiền và một tội danh trộm cắp danh tính trầm trọng hơn. Ông Khudaverdian dự kiến sẽ bị kết án vào thứ Hai ngày 17 tháng 10 tới đây. Người đàn ông 44 tuổi này có thể nhận ít nhất 2 năm tù cho tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn. Ông ta cũng có thể bị lên tới 165 năm tù vì các tội danh liên quan đến gian lận điện tử, rửa tiền và truy cập máy tính mà không được phép. Và quý vị ơi, video của mình đến đây là cũng sẽ phải kết thúc nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video của mình và xin mến chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và một ngày mới tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.